Rồi Phi Trung mới đây. Đây nè, cái cọng mà nó đã bung bung ra rồi là nó như vậy nè. Đó, nó to, thiệt là to ha. Đây ăn Tết hay sao? Sân này chắc làm sân bóng đá hay gì. Trời ơi, tôi nhận ghê thiệt ha. Đọc lên đường 5, toàn là lấy nhà container dựng tạm không ha. Để cẩu đi được, xong rồi cẩu đi được. Oh.
ý. Bán nhà rồi, chưa gì hết văn bản bán nhà rồi. Carolin chừng ha. Nhà không, mỗi cái DDD là có một dãy nhà. D7 dòng lên đây, ra Nguyễn Thị Nhung lại ha. Nguyễn Thị Nhung ha, chạy tí nữa, trời sương mù quá chừng luôn. Đường trong đây là đường D1 nè, quẹo qua D1 tí ha. D1 có nghĩa là chắc cái đường đầu tiên vào. D4 mà quá trời đường, khu nào cũng y xì nhau ha, căn nào cũng vậy. Ơi dòng lên D1 lại. Gần coi như gần xong rồi đó, biết mình có nên hay là 4 giờ 5 giờ là ở đó nó mở cửa, mình có nên vô đó mình tham quan không. Tham quan mấy chú đèn lồng có dịp tới rồi.
bông cỏ. Quê mới có thôi. Sài Gòn có đám cỏ cho nên là trong khu này nó còn hoang vắng, nó còn đầy đủ hết mấy cái loại cỏ trường trường. Dừng video này, mình qua video mới.